khẩu súng Bounty DP12 đã nâng cấp lên vũ khí cuối và đây là chỉ số của em đó. Thì cái điều ấn tượng mình khi khẩu súng này nâng lên Master không phải là cái uy lực hay các chỉ số của khẩu súng được thay đổi, mà chính là hai điểm zombie và cái lượng đam PVE rất là cao các bạn ạ. Thì mình sẽ cầm khẩu súng này đi săn zombie để chứng minh cho các bạn thấy là cái sức mạnh của khẩu súng này nó như thế nào. Còn hôm nay thì mình sẽ cầm khẩu súng DP12 này để đi đấu rank đêm. Rồi tuyệt vời, như vậy là đã ghép thành công trận đấu đầu tiên, đó là map bóng tối, chế độ đấu đội các bạn ạ, quá tuyệt vời. Vâng, cái chế độ này phải nói là không có gì có thể ngăn cản được shotgun bá đạo. Rồi phát kill đầu tiên, quá ngon, liều mạng. Vâng, ôi ôi, ui giời ơi, vâng, ngon quá. Vâng, 3 combo liên tiếp không thể ngăn cản. À đây rồi, đây đây. Ui, ui, cái gì vậy? Vâng, tình huống nhảy như vậy mà vẫn chết bởi lòng súng sniper, quá ảo diệu. Vâng, có lẽ đấy là tình huống chết thay đồng đội này. Rồi tuyệt vời, mình ăn 3 combo, đồng đội ăn có 1. À, à, holy shit, what the hell. Vâng, tình huống giết được một mạng cái thì ăn luôn cái headshot vào mõm, quá ảo diệu. Rồi thanh niên nào vừa cho mình ăn headshot rồi, ra đây. Rồi ôi, đồng đội tôi bắn cái gì đây? Tỷ số bây giờ đang là 6-8. Úi giời ơi, thế nào mà vẫn bị một thanh niên kia rỉa máu là như thế nào nhỉ? Ồ, đây rồi, à đây rồi, rút lục bắn luôn. Này này thì bướng này. Phải nói là cái khẩu Bounty DP12 này đi cùng với khẩu súng lục MR, phải nói là một cặp combo hoàn hảo luôn các bạn ạ. 5 ô, thôi xong. Vãi mẹ, đồng đội không hiểu sao luôn, cover kém quá. Cần lắm ngay lúc này đồng đội biến. Thôi không hát nữa. Như vậy tội đồng đội quá. Úi trời ơi, đi vào ngách làm cái gì? Ui, liên hoàn sát thịt, liên hoàn sát thịt, liên hoàn sát thịt. Rồi thanh niên này nấp đi, nấp đi. Vâng, tuyệt vời, 5 combo, quá ngon. Vâng, tình huống liên hoàn sát thịt. Mình đã chui trong khu ngách này. Ấy da, ra đi anh em ơi, ra đi, ra. Ôi, ôi. Rồi hết shot. Rồi. Vậy là quá là nhiều mạng cho là bị mình trong tình huống đó là bị hoa mắt các bạn. Không thể ăn được hết cái đám lâu nhâu đó. Rồi. Ui. Phải thật. Tình huống quá bất ngờ luôn, không ngờ thanh niên đứng núp ở vị trí đấy. Núp thốn thật. Đồng đội mình cứ đứng ở kia thì em bao giờ tôi mới có thể tấn công được đây. Ui giời, đứng đấy mà móc nước này. Thành viên chọn vị trí lúc rất là tốt đấy. Đâu à, hết đạn này, hết đạn. Tình huống đấy mà thành viên kia còn đạn chắc là mình nằm ngửa bụng trương phành rồi đấy. Nào xem thành viên nào. Ui giời ơi. Quá ngon, tuyệt vời. 5, vâng, 4 kim. À đây, 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 chạy đâu, chạy đâu. Đấy, là lấp, lấp, lấp ở đây, vâng, hết suất. Ồ, giết. Ồ, ôi, chém nhau hết suất luôn. Quá ảo đi. Quá tuyệt vời. Rồi, mình sẽ quay lại vị trí này lúc đi. Ui, mãi thì nhìn tình thế không biết. Rồi 19-6. What the hell, mình ăn đến 19 mạng mà bên mình mới có 32 mạng là như nào đây? Vẫn có trong tình trạng có thể thua bất cứ lúc nào. What the hell, what the hell, what the hell. 5. Rồi thôi, vâng, rồi tuyệt vời. Đúng là sợ rằng ta không thể tưởng tượng được các bạn ạ. Không biết lúc nào sẽ đạt được combo. Anh nhìn kìa, quá nhỏ.
Đâu, đâu, đâu. Nào. Úi dồi ôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Kiểu gì cũng có thanh niên chui, chui, chui lên. Và mình sẽ ăn cái mạng đấy rất là nhàng. Ơ, cút. Cái địch mạnh. Đồng đội đúng không à? Bóp, 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 bóp nhau thật. Đấy. Đồng đội họ thì đây, đồng đội. Vâng, mẹ son luôn. Quá ngon. Còn những người quả Tuấn C mà đã cầm sóc đăng thì chỉ có sóc, sóc headshot thôi các bạn ạ. Nào, anh nghe là bướng thích thích vào khu vực ngách này thì cho lên lên bàn thờ ngắm gà khỏa, khỏa thân luôn. Nào ra đây. Xuất hiện này. Xuất hiện này. Holy shit. Oh shit. Vâng, tình huống đấy đáng nghĩa là người chết không phải là mình đâu. Ở trong tình huống mạng lát thôi là chết cái là phải đổ vạ ngay. Phải tìm lý do đổ vạ. Đây rồi. Phải thật. Rồi. Không sao, không sao các bạn ạ. Ây da. Nào. Hàng fake. Chơi với hàng thật luôn. Hàng fake thì làm sao mà ăn được hàng thật. Đây rồi. Bông lọa luôn. Một pha sóc bông lọa. Loài cả vinh dự. Quá nhỏ thành niên. Đây rồi. Đây rồi. Vâng, tuyệt vời. Như vậy là thành niên cầm 3 vết đỏ đã kết thúc cái trận đấu và kết thúc cái mạng thứ 50. Vâng, tuyệt vời. Vậy là trận đấu đầu tiên mình cầm cái khẩu súng DP12 Master này mình đạt đến 26 combo à? À 26 kim. Nhầm, 26 combo ấy, ghê gớm quá. Rồi như vậy là kết thúc cái trận đấu đầu tiên thì các bạn chờ chút mình sẽ ghép tiếp trận đấu thứ hai để xem là cái sức mạnh của khẩu súng này nó có thật sự là bá đạo không. Khi mà lên cấp lên Master, mình thấy là cầm khẩu súng Master này nó đã hơn khẩu súng mà các bạn chưa nâng cấp ấy. Theo ý kiến cá nhân thôi. Và mình không hiểu sao nhưng mà những khẩu súng Master ấy thường thường nó có những chỉ số ẩn nào đó hay không mình không biết, nhưng mà chỉ số nó thay đổi không nhiều. Mình phải nhắc lại là thay đổi không nhiều, nhưng mà cái cảm giác khi mà các bạn cầm khẩu súng nó khác hẳn luôn. Đây rồi. Úi giời, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Vâng, như vậy là một tình huống biếu mạng cho thanh niên cầm AWP Dragon. Ngắm VIP. Rồi, cố lên. Giết được không? Oh shit. Thôi thôi, 27 máu làm ăn gì. Rồi, rút bom rồi. Rồi, thanh niên cầm sniper ngắm đồng đội luôn. Đậu phọc. Úi giời ơi. Ngon. Vậy thanh niên này đã kịp thời rút lục để kim cái mạng có tên là Mumstar. Rồi, như vậy là thanh niên cầm đắc mờ nó cũng đã kim được cái headshot đến từ A Long. Mình thì vẫn chưa được cái mạng nào trong cái trận đấu thứ hai này. Úi giời, vâng, lại một tình huống thứ hai dâng hiến cho khẩu súng Dragon AWP. Quá ngon. Tuyệt vời không mặt trời. Nào, các thanh niên này bao vây đi. Rồi, gặp nhau. Vâng, hết sức cho A Long. Vâng, quá tuyệt vời. Đúng là đắc này có khác. Hung thần hết sức. Rồi, nhìn thấy nhau rồi. Một màn đục vô cùng tàn bạo. Nào, giết. Ủa, úi giời ơi, tuyệt vời. Vâng, ngay, úi rồi. Thanh niên đứng im bắn gắt linh gần ăn được 2 combo rất là rùa. Ôi rồi, mình sẽ đi đường này để thay đổi phong thủy đấy. Đi đường kia toàn bị chết bởi thanh niên cầm slipper thôi. Chạy đi đâu được nữa. Nằm xuống ngay. Ái da, ái da. Úi giời, úi giời. Rồi. Thôi xong. Vâng. Không hiểu sao mình có tình huống rút dao được ở trong tình huống đấy nhỉ. Rồi, mong rằng là thành viên còn lại. Rồi. Ui giời ơi. Tệ quá. Vâng,
Có lẽ là do anh ta bị hững trong cái tình huống cầm cầm cái quả bom. Rồi không ai canh luôn. Mình sẽ tiếp tục. Đây rồi. Nào. Đấy giờ quả bom. Quả bom đâu? Quả bom đâu? Quả bom. Ủa lùi 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 lùi. Cá chuồn. Cá chuồn. Ồ. Lại một mình chống mafia. Holy shit. Holy. What the hell. Có ai giải thích được tôi cho mình cái tình huống đấy, mình tại sao mình lại chết không? Quá hào rượu luôn. Úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. What the hell? Lại, ôi, quay lại đồng đội chết, chết sạch. Chết sạch, chết sạch. Rồi. Rất nguy hiểm luôn. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đéo. Vâng, lại tình huống dâng hiến mạng cho Slipper. Không hiểu sao đồng đội chết nhanh đấy như vậy. Như cả mắc dịch vậy. Nhẹ tiếp tục đường này. Mong rằng đồng đội sẽ không chết nhảm nữa. Là ăn men suốt. Giết. Giết. Ui ơi. Định mệnh. Cái định mệnh. Và tình huống như vậy mà tại sao lại không rút lục ra nhanh hơn để ăn các bạn đấy. Rồi trận thua quá đáng tiếc. Lao thẳng vào nhà địch. Cuối cùng không ăn được mạng. Quá nhỏ. Thằng cái thằng này. Vâng, ăn hết sót luôn. Giết, giết tao từ nãy giờ này à, đúng, đúng thanh niên luôn. Monster. Vâng, thanh niên từ nãy giờ cho mình ăn AVKTDU nữa mà. Rồi, may quá. Lé được với kỹ năng rất tốt. Mình đã lé được quả bom đó. Ui, thôi, thôi. Rồi đó. Đứng đấy này. Đứng đấy này. Rồi, rồi, cố lên. Lao vào nhà, giết người đi. Vâng, tuyệt vời. Thanh niên hút đầu vào lòng súng. Xong ăn luôn. Quá ngon. Rồi, còn thanh niên cầm slip. Hình như là thanh niên đấy cầm slipper hay sao nhỉ? Mình nghe tiếng slipper. Đâu à? Băm băm rồi. Gặp được là mình sẽ cho nếm mùi lợi hại à, đúng chuẩn luôn. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, vâng. Lại một tình huống húc đầu vào đạn. Quá ngon. Bốn đều rồi. Nào mà rùa hơn nữa. Rồi hôm nay là cụ đùa xuất hiện trong trận đấu như vậy không hiển linh rồi. Bạn mình rồi. Bắn lúc lúc giết. Chuẩn. Cố lên bạn ơi. Rồi thanh niên bác gắt lên gắn luôn rồi. Thế thì gì vậy? Ồ nghe tiếng rồi kìa. Đây 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 thanh niên bị mệt. Vòng lại vòng lại. Rồi thanh niên A-Long 90 bị kích luôn. Rồi. Rồi nhìn thấy nhau rồi. Cố lên. Oh shit. Thật không thể tin vào mắt mình. Vâng. Một tình huống headshot đến từ Slipper. Headshot bằng xong gắn nó đã quá là đau đầu rồi. Đây cho hẳn. Cho nhau ăn Slipper headshot ra thì đúng là quá thâm. Rồi, đớp luôn được quả bom còn 69 máu. 69 máu, vâng. Thanh niên tức mặt ra. Rồi. Đây rồi, headshot luôn. Tặng bạn Ahihi. Rồi, quá ngon. Khẩu súng này, nói là sau clip này có lẽ là mình, có khi là mình sẽ mua khẩu súng này về thôi. Không thể chần chừ nữa. Ui giời. Bắt đầu lại. Không hiểu tại sao trong tình huống đấy mình lại có thể lao lên theo cái đường thẳng đứng như vậy để cho Slipper bắn chết. Rồi tuyệt vời. 22 máu làm được gì hôm nay. Rồi BK Lạc cũng đã làm xuống. Thế thì còn trông chờ gì được ở cái trận đấu này nữa đây. Rồi. Như vậy là đồng đội cuối cùng của bên Liên Minh cũng đã bị tiêu diệt bởi khẩu súng lục. Wow, quá nhọn. Và các bạn thấy sao về khẩu súng
Bounty DP12 này khi mà nâng cấp lên Master. Và đừng quên để lại cái bình luận của các bạn ở phía dưới video, cũng như là like, share, subscribe để ủng hộ mình nạp video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới của Happy Green TV. Bye bye.